Rồi, em kiểm tra nồng của khách. Máy hay là chị mới tin chị? Cái bộ trọng chống tin. Mới cũng bê tông còn quăng ngang, chị thấy nó sọc 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 ngang phải không? Sọc ngang thì được chứ sọc xuống là thua luôn anh chị. Tại thường máy em nghe em cũng biết, nhưng mà mình cũng không chính xác mấy anh chị ơi, gỡ ra chính xác hơn. Tới sao nó không có mấy đâu, chắc em dùm rồi. Thôi em chào. Để em lắp vô lại. Tin